Xin chào mọi người, nay chúng ta lại gặp lại nhau. Thực ra cái bài này nó là một cái bài tổng kết về tính chất của 14 chính tinh. Bởi vì thực ra khi tôi lướt qua và nghe những cái lời các bạn nhận định và chia sẻ ở trong một số diễn đàn, ở trong một số bài viết, về kể cả những người mới học tử vi, những người đã học tử vi, hay là những người nói chung là những cái chia sẻ ở các sách vở thì nó không thiếu, nhưng mà các cái kiểu mà chia sẻ trên các diễn đàn thì nó bị thiếu, nguy hiểm về mặt bản chất. Vì nếu thực ra các bạn không hiểu bản chất vấn đề ấy, thì các bạn không thể nào mà xây dựng nên cái ngôi nhà kiến thức một cách nó thật là rộng, đẹp và lớn được. Không cao, không sâu được. Cho nên là cái khoa tử vi này thì cái mà nó nghiên cứu chính xác, mà nghiên cứu tổng quan nhất là về con người, nó được diễn hóa bởi bốn thứ nhá. Đó chính là các cái nguyên lý. Đầu tiên là nguyên lý về âm dương, tiếp theo là nguyên lý về ngũ hành, và cái đặc sắc của khoa tử vi mà được mệnh danh là đệ nhất thần số, đó chính là sự diễn biến của ứng dụng của về mặt dùng hình tượng của các sao, những cái tinh đồng ở trên bầu trời để diễn hóa tính cách của con người, ứng dụng vào trong cái đấy. Và cái thứ tư của nó đó chính là nó nắm bắt được cái vận trình mà con người luôn luôn từ cổ chí kim không bao giờ có thể thay đổi được, đó chính là thời gian. Thì đấy, nó chính là bốn cái mà làm nên cái cơ sở của khoa tử vi. Thế đầu tiên đó là cái nguyên lý âm dương. Nhiều người học tử vi chỉ chăm chăm vào việc là tính chất của sao này nó như thế nào, nhưng không hề hiểu tại sao nó lại có tính chất như thế, và tại sao ở đó nó lại lạc hãm, tại sao ở đó nó lại đắc địa. Các bạn chỉ dập khuôn một cái là khi thấy người ta ghi sách A ghi vị trí A1 là lạc hãm, nhưng sách B lại ghi vị trí A2 là lạc hãm. Sau đó chúng ta nhận ra một vấn đề là chúng ta không hiểu một tí nào về bản chất. Do đó nó dẫn ra một vấn đề là khi có nhiều những thư tịch của nhiều người ghi về cùng một vấn đề nhưng nó khác nhau, thì chúng ta đặt ra một dấu chấm hỏi và chúng ta mò mẫm trong đó là không biết giải quyết cái vấn đề đấy như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn một cái góc nhìn tổng quan nhất về hệ thống 14 chính tinh. Đầu tiên là góc nhìn về âm dương ngũ hành và bản chất của nó. Đây. Con số 14 được diễn hóa từ các con số 2, 4, 8. Đó chính là quy luật sinh trưởng của vũ trụ. Các bạn có thể đọc các cái sách của phương Tây thì các bạn cũng biết quy luật sinh trưởng đơn giản của vũ trụ chỉ là nó cứ nhân lên. Và sau đó 8 thì thành 10, 16, 16 thì thành 32, và 32 thì thành 64. Rồi cái đấy nó cũng chính là ứng với 64 quẻ. Không, các con số này không phải là các con số tự nhiên mà sinh ra. Thực ra nó phải bắt nguồn từ con số 1 nữa. Nhưng con số 1 nó là thái cực, mà thái cực nó là hỗn độn, cho nên nó bản chất ý nghĩa nó là số 1. Nhưng cái giá trị của nó lại là vô cùng và vô tận, cho nên là tôi không đề cập ở đây. Bản chất thái cực nó sinh lưỡng nghi. Cái lưỡng nghi này nó là hai khí âm dương cuộn chảy và luôn luôn đi cùng với nhau, nó thành hình cái hình con cá này. Đây là một cái đồ hình mà gọi là được gọi là đúc kết cái trí tuệ của cổ nhân một cách đỉnh cao nhất, khi người ta thể hiện bằng hình vẽ một cái gì đấy. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử thì cũng đã nói rồi, đó chính là những cái gì mà được đặt tên mà gọi tên ra thì thực ra nó đã bị gán cho nó một cái giá trị mà không đúng với giá trị của nó. Có đúng không? Cho nên là thông thường thì ngôn từ thì ít nhưng cái giá trị của nó thì nhiều, cho nên là chúng ta rất khó có thể diễn tả toàn bộ được cái hay của cái vấn đề lưỡng nghi này. Thì tiếp tục, lưỡng nghi thì sinh tứ tượng. Tứ tượng thì nó có rất nhiều, bởi vì nó là tượng cho nên nó có rất nhiều ý nghĩa. Nào là trong kinh dịch thì nó là sinh thành trụ diệt, nó là bốn cái giai đoạn của cuộc đời. Rồi nó là bốn phương hướng, đúng không? Đông Tây Nam Bắc, rồi nó lại là bốn mùa. Cho nên là cái tứ tượng này nó cũng ứng với những cái sao nào. Và nó cũng chính là ở trong khoa tử vi nó có một cái mà đến bây giờ có rất nhiều học phái người ta giải quyết, người ta đi sâu vào nó, đó chính là tứ hóa. Đó chính là tứ hóa, đó. Và tứ tượng thì sinh bát quái. Bát quái này nó được ứng trên cái đồ hình của 12 cung như sau.
Trước khi vào cái hình vẽ này thì tôi sẽ lý giải một chút. Đây là một cái đồ hình của khoa tử vi. Được chưa? Người ta nói là thiên khai ưu tí, địa tịch ưu sửu và nhân sinh ưu dần. Thì trong cái khoa tử vi này thì nó có những cái phương hướng và nó sẽ có những cái bát quái của nó như sau. Cái này là càn, càn, cung càn tại hợi. Cái này là khảm, là cung tí. Được chưa? Càn khảm, đây là cung cấn, chấn, tốn, ly, khôn và đoài. Còn bốn cung này thì các bạn nhận ra đây là bốn cung tứ mộ. Bản chất nếu mà về phương hướng thì hai cái này trong tứ tượng nhá, thì hai thằng này nó thuộc phương gì? Phương gì? Các bạn vẫn nói vanh vách ấy, chúng thủy chiều đông hay là các kiểu ấy, thì đây nó chính là phương đông. Đúng chưa? Đây nó chính là phương đông. Vậy thì chắc chắn đối diện với đông thì nó phải là, đây nó là phương tây. Vậy thì đây nó là phương gì? Phương bắc. Đúng không? Trời thì nó phải nằm ở phía bắc mà. Thế còn đây đối diện với bắc thì chắc chắn đây nó phải là phương gì? Phương nam. Và nó cũng thể hiện cho bốn mùa. Đây chính là bốn mùa xuân hạ thu đông. Xuân hạ thu đông. Đố bạn biết mùa xuân ở đâu? Khi nhân sinh ưu dần thì mùa xuân nó ở đây này. Đấy, xuân này, hạ này, thu này, đông này. Sinh trưởng thu tàng này. Đấy. Đúng không? Tiếp theo nữa là cái thằng tứ mộ. Cái thằng tứ mộ là bốn cái tháng cuối cùng khi chuyển giao các mùa. Và nhớ ở vị trí tứ mộ, tại sao nó lại là tứ mộ? Thì cái này tôi đã giải thích một lần rồi. Nó phụ thuộc vào ngũ hành. Nó phụ thuộc vào ngũ hành. Và nhớ trong khoa tử vi luôn luôn chia ra các hệ thống âm dương. Đây, tiếp theo nhé. Các bạn nhìn rõ chưa? Càn khảm, cấn chấn, tốn ly, khôn đoài nhé. Bốn phía nhé. Âm dương như sau. Trời bắt nguồn từ cung tí và nó là cung đầu tiên. Vậy thì người ta lấy cái cung đấy nó là cung dương luôn. Trời luôn luôn là dương nhá. Đất thuận theo trời. Đúng không? Đất thuận theo trời, cho nên là đất sẽ là âm. Cũng như vợ thuận theo chồng mà quân thần thì thuận theo vua chúa. Đó, kiểu thế. Cho nên những cái cung nào mà tôi gạch ngang, tôi để trắng thì là cung dương. Những cái cung nào mà tôi để trắng thì đây là cung dương. Còn những cung nào mà tôi gạch chéo nó sẽ là cung âm. Vậy thì bắt đầu từ đây là cung dương thì cung này nó sẽ là cung âm. Ok chưa? Đây là cung tí nhá, thì cung sửu. Được chưa? Ok chưa? Đây lại là cung dần. Rồi đây lại là cung âm. Được chưa? Đây lại là cung dương thì đây lại là cung âm. Rồi đây lại là cung dương thì đây lại là cung âm. Ok chưa? Đây lại là cung dương thì đây lại là cung âm. Đây cung dương thì đây lại là cung âm. Vậy các bạn nghĩ nhìn thấy các cung nào là các cung âm và các cung nào là các cung dương ở trên tinh bàn chưa? Và chúng ta sẽ nhận thấy một vấn đề là các cung xung chiếu luôn luôn cùng tính chất âm dương. Các tam hợp tương khắc luôn luôn cùng tính chất âm dương. Ví dụ như tam hợp thân tí thìn thuộc thủy và tam hợp dần ngõ tuất thuộc hỏa, hai tam hợp này là hai tam hợp âm. À tôi xin lỗi, hai tam hợp này là hai tam hợp dương. Nhá. Tam hợp tiếp theo là tam hợp hợi mão mùi và tam hợp tị dậu sửu là hai tam hợp thuộc âm, được chưa? Và các bạn nhớ là trong cùng một tam hợp luôn luôn cùng tính chất âm dương. Và cái tam hợp mà khắc với nó thì cũng mang tính chất âm dương giống nó. Ví dụ thân tí thìn thuộc thủy, dần ngõ tuất thuộc hỏa, thủy hỏa khác nhau thì hai thằng này cùng tính chất là dương. Đấy. Còn hợi mão mùi thuộc mộc, tị dậu sửu thuộc kim thì hai thằng này cùng tính chất âm. Nhớ nhá. Thì đấy là đầu tiên là về tính chất âm dương của cái địa bàn và của các sao. À tôi xin lỗi, là địa bàn. Và đấy, tiếp theo chúng ta đến đây chúng ta sẽ đến với tính chất của các sao. Trong khoa tử vi nó có 14 sao chính tinh được chia thành các hệ thống nam đẩu và bắc đẩu tinh. Thì nam đẩu bao gồm các sao thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, thiên tướng, thất sát và sao thiên cơ. Còn bắc đẩu tinh nó được coi là các sao tử vi vũ khúc, cự môn, liêm trinh, phá quân và sao tham lam. Hai sao thái âm, thái dương là hai sao tách biệt, nó không phải là bắc hay nam. Nhưng vì tính chất cho nên tôi chia nó ở ranh giới.
Và các bạn sẽ nhận ra một vấn đề là như sau. Trong này có rất nhiều sách vở nó đã nói, nhưng nó chỉ là một dòng rất nhỏ cho nên nhiều khi các bạn không để ý. Đó chính là tất cả các sao Nam Đậu đều có chung một tính chất là có chữ Thiên và cộng với sao Thất Sát. Bởi vì Thất Sát nó là bóng của thằng Thiên Phủ, cho nên thực ra cái ý nghĩa của nó tại sao tất cả các sao Lan là chữ Thiên mà nó lòi ra cái thằng Thất Sát, thì tí nữa tôi sẽ giải thích người ta đặt tại sao người ta đặt tên là sao Thất Sát. Và các bạn nhớ là tất cả những sao có chữ Thiên cộng với tên của nó thì là sao Nam Đậu. Đây là cách dễ nhớ nhớ nhất. Và các cái thằng còn lại thì nó là sao Bắc Đậu. Các cái thằng còn lại thì nó là sao Bắc Đậu. Và chúng ta sẽ nhận ra một vấn đề là thằng Nam Đậu nó sẽ mang tính dương, còn thằng Bắc Đậu nó sẽ mang tính âm. Với những sao sau đây: Tử Vi, Vũ Khúc, Cự Môn, Liêm Trinh, Phá Quân. Đấy, còn những cái thằng mà sao Nam Đậu mang tính dương là Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Tướng, Thất Sát đều là dương hết. Dương Thổ, Dương Thủy, Dương Mộc, Dương Thủy, hai thằng này đều là dương thủy, thằng Thất Sát thì là dương kim. Nhưng có riêng hai thằng đặc biệt là thằng sao Thiên Cơ, nó là sao Nam Đậu nhưng nó lại là sao âm mộc. Còn thằng Tham Lang, nó là sao Bắc Đậu nhưng nó lại là sao dương thủy. Và các bạn phải chú ý vị trí của hai thằng sao này. Hai thằng sao này là hai cái thằng sao mà nó có một những vị trí đứng cực kỳ đặc biệt. Do đó tính chất biến đổi của bộ sao này nó rất hay. Cái hai sao mà vừa thiện vừa ác được ở trong khoa tử vi nó chính là hai sao này, Thiên Cơ và Tham Lang. Và vị trí của hai cái sao này nó rất đặc biệt nhá. Tham Lang bản chất nó là dục tinh nhưng nó lại nằm ở cung Phúc Đức. Đấy. Còn thằng Thiên Cơ bản chất nó là thiện tinh nhưng nó lại nhị hợp với một thằng sao phá, đó chính là sao phá quân. Do đó cái vị trí đứng của hai thằng này nó rất là hay ho, nó ảnh hưởng khá lớn đến tinh bản. Chỉ sau lưng bốn thằng đế tinh là Tử Vi, Thiên Phủ và Thái Âm, Thái Dương. Thực ra hai sao Thái Âm, Thái Dương nó là diễn hóa của mặt trời và mặt trăng, nó là ảnh hưởng đến con người nhiều, cho nên chúng ta cũng liệt kê nó vào cái bộ đế tinh này nhá. Và nếu mà sao liệt kê ra, chúng ta sẽ thấy là vòng Nam Đậu tinh sẽ có 6 sao, bao gồm các sao có chữ Thiên và tên nó là Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Tướng, Thiên Cơ, Thất Sát. Và cái sao Bắc Đậu tinh là gồm có 6 sao là Tử Vi, Vũ Khúc, Cự Môn, Liêm Trinh, Phá Quân, Tham Lang. Nhớ nhá, thằng Thiên Cơ thì nó là Nam Đậu nhưng nó là sao âm. Còn cái thằng Tham Lang nó là sao Bắc Đậu nhưng nó là sao dương. Được chưa? Còn thông thường Nam Đậu sẽ mang tính dương, còn Bắc Đậu thì nó sẽ mang tính âm. Và Thái Âm, Thái Dương là hai sao tách biệt, nhưng Thái Dương mang tính dương, còn Thái Âm thì nó mang tính âm. Đấy là cái vị trí đầu tiên. Và chúng ta sẽ nhận ra cái vấn đề sâu xa là hình như người ta đang thiên vị hơn về các cái tính chất mang tính dương. Bởi vì thực ra cái phát triển của cái của cái khoa tử vi này nó là bị lệ, nó bị ảnh hưởng của cái văn hóa Nho giáo. Thông thường trong văn hóa Nho giáo thì người ta vẫn coi những cái gì dương, kinh dịch ấy, thì người ta vẫn coi những cái gì dương là quân tử là tốt, mà những cái gì âm thì nó là tiểu nhân, dành cho phụ nữ, dành cho đàn bà, dành cho những cái không hay. Do đó thì cái triết lý này nó vẫn bị mang tính chất đặc biệt là nó ảnh hưởng nhiều đến cái khoa tử vi. Và các bạn sẽ nhận ra một vấn đề là tất cả các sao Nam Đậu tinh mang tính dương, đó chính là Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Tướng, Thiên Cơ và kể cả sao Thất Sát, nó đều gọi là những sao phúc thiện tinh. Các bạn nhìn mà xem Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Tướng nhá, Thiên Cơ, được chưa? Và kể cả sao Thất Sát nữa. Cái thằng Thất Sát thì nó không phải là phúc thiện tinh, nhưng bởi vì nó là bóng của một thằng khác, tôi tí nữa tôi sẽ giải thích, cho nên nó cũng được liệt vào đây. Còn các sao Bắc Đậu, Tử Vi nó là thể hiện cho Bắc Đậu rồi thì tôi không nói, nhưng Vũ Khúc, Cự Môn, Liêm Trinh, Phá Quân, Tham Lang đều mang trong mình một cái gì đấy ngoài cái tính tốt, thì nó đều mang trong mình một cái gì đấy, những cái tính xấu xa. Ví dụ Vũ Khúc ngoài là tài tinh thì nó lại là mang tính chất về cô đơn, cô độc, quả tú chi tinh. Thằng Cự Môn ngoài tính chất là thông minh, hiếu học thì nó còn mang tính chất là thị phi. Thằng Liêm Trinh ngoài cái tính chất nó là liêm trinh, thanh bạch, năng tương thủ, có nghĩa là liêm khiết ra, thì nó còn một tính chất là đào hoa sát, là tù tinh. Thằng Phá Quân
thì các bạn biết rồi, hào tình, thằng tham lang thì các bạn biết rồi, nó cũng có mang một tính chất là tuổi thọ này rồi được thừa hưởng các thứ, nhưng nó cũng mang một tính chất là đào hoa tình. Do đó các bạn nhận thấy ra là cái bọn sao âm này thường là nó lại mang nhiều người ta, mặc dù nó cũng có tính tốt, nó cũng có những trường hợp mà nó tốt, nhưng mà cổ nhân lại gán cho nó những cái tính chất mà nó hơi gọi là có những cái mặt trái của nó nhá, có những cái mặt trái của nó. Và các bạn sẽ nhận thấy là trong các cách cục liên quan đến cái bộ sao này thì thông thường những cách cục mà khi chính tinh của dương ấy, những cái sao dương mà lạc hãm, nó sẽ mang những cái cách cục phá hoại ít hơn những cái sao âm mà lạc hãm. Ví dụ cự môn lạc hãm ở cung Thìn Tuất thì lại xấu, mang tính chất là nếu mà gặp những cái bộ la võng là khốc hư tang hổ kình đà thì thông thường là nó khá xấu, linh hỏa đánh phá vào vào đây. Vũ khúc lạc hãm mà đi cùng phá quân thì tay làm tay phá, phá quân lạc hãm, liêm trinh lạc hãm thì là cách hình tù, phá quân lạc hãm thì là cách phá hoại, tham lang lạc hãm thì là cách tính dâm, đúng không? Có nghĩa là mang tính chất khi nó sao âm mà lạc hãm thì nó phá. Còn giả sử như là cái thằng sao dương mà lạc hãm, ví dụ thiên tướng lạc hãm, thiên lương lạc hãm, thiên đồng lạc hãm hoặc là thiên cơ lạc hãm thì nó lại mang những tính chất là đi tu. Có nghĩa là khi cùng mà rơi vào một yếm thế, thông thường cái bọn sao âm nó sẽ phá hoại, còn cái bọn sao dương ấy nó sẽ không phá hoại mà nó lại nhường đời, nó nhường. Bọn cơ lương nhường đi tu, bọn thiên đồng thì là phiêu đãng, nó phiêu đãng, nó không phá cái gì cả, nhưng mà nó mặc kệ đời, nó đi, nó phiêu đãng. Tất nhiên các bạn không được tính sao tử vi nhá, vì sao tử vi theo quan niệm của tôi nó là nam bắc đầu tinh, nó là một đế tinh, tính chất của nó mặc dù nó là tính âm thổ, gọi là bao bọc theo kiểu che giấu, nó không như thiên phủ thể hiện ra ngoài là tao bảo vệ thằng đấy đấy luôn. Nhưng cái thao tử vi này nhiều khi nó che giấu, nhưng đến lúc nó cần ra mặt nó sẽ ra mặt. Vậy thì tính chất của tử vi tôi nghĩ là nó mang, khi đã là vua, tính chất của vua thì lúc cần nó sẽ ra. Đấy là mang, nó mang tính chất cả âm cả dương ở trong này. Nó chính là cái thằng lưỡng nghi. À tôi xin lỗi, nó chính là cái thằng thái cực ấy. Thái cực. Đấy là tử vi. Thì còn lại những cái sao khác thì để dẫn dắt cho các bạn hiểu tại sao nó lại như vậy. Yeah. Thì đây là cái góc nhìn đầu tiên về tính chất tính lý âm dương của cái bọn chính tinh này. Và có một chút đưa về cái bọn tứ hóa. À tôi xin lỗi, về cái tinh bàn, gốc địa bàn, về cái những bát quái, về những cái phương hướng như thế nào, tứ mộ ra sao. Tại sao lại gọi là tứ mộ thì có thể là giải thích luôn cho các bạn. Yeah. Cái này nó hơi lag, tôi vừa kéo cái giấy xuống rồi ấy, nhưng mà màn hình nó bị đơ. Đợi một chút xem, để cho cái giấy nó di chuyển một chút. Đấy, thấy chưa? Màn hình nó bị đơ, nhưng mà thôi không sao, cố gắng vậy. Tại sao lại gọi là tứ mộ? Có phải bốn cái thằng này là tứ mộ không? Nếu mà viết nhá, đây là cung Tý này, đây là cung Sửu này, đây là cung Dần này, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Ấy, thì các bạn nhìn thấy nhá, nếu giả sử chúng ta xét cái tam hợp là Dần, Ngọ, Tuất thì đây là tam hợp hỏa, đúng không? Thì các bạn phải hiểu nhá, cái này nó là ngũ, vòng tràng sinh của ngũ hành, thì hỏa bắt đầu từ đây, Dần, Ngọ, Tuất, hỏa bắt đầu từ đây, thì đây sẽ là tràng sinh này, đây sẽ là tràng sinh này. Thế các bạn biết là tràng sinh, mộc dục, lâm quan, quan đới, đế vượng, rồi suy, bệnh, tử, mộ. Thì đúng chỗ này là mộ chưa? Thì đúng chỗ này là tuất, là mộ chưa? Ok chưa? Thì đây là mộ của hỏa. Tương tự với cả các những thằng Thân, Tý, Thìn thuộc thủy, thì đây là bắt nguồn của thủy, đúng không? Đây là tràng sinh của thủy, thủy đúng không? Tràng sinh, mộc dục, lâm quan, quan đới, đế vượng. Đấy, suy, bệnh, tử, mộ. Thì đây là mộ của thủy. Tương ứng với bốn ngũ hành kia. Do đó bốn cái cung đó là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, người ta gọi là tứ mộ. Cái mộ này là mộ của ngũ hành, vòng tràng sinh của ngũ hành. Nó khác với cả vòng tràng sinh cục mà khi các bạn lấy an là số trên mạng người ta ghi vào đấy, nó khác nhau ấy nhá. Hai cái này khác nhau. Ok chưa? Thế người ta mới gọi là tứ mộ, có nghĩa là bốn ngũ hành mộ ở đây. Nhưng tính chất của bốn ngũ hành này nó khác nhau. Tại vì có những ngũ hành thì cái mộ này nó là mộ kết thúc, còn có những ngũ hành thì mộ này nó lại là mộ bắt đầu. Do đó cái việc sử dụng ứng tính lý của cái ngũ hành của cái mộ này nó khác nhau, nhưng mà trong khoa tử vi thì nó không khác nhau mấy. Cái mà tôi vừa nói nó nằm ở trong khoa khác cơ, tử bình cơ.
Do đó cái việc này thì chúng ta nếu mà nghiên cứu sâu thì chúng ta quan tâm, còn không thì chúng ta cũng không cần thiết là phải quan tâm quá sâu, chỉ cần biết nó là tứ mộ là được nhá. Thế còn các bạn nhìn chỗ này nó gọi là tràng sinh đúng không, là sinh ra của hỏa đây, tràng sinh đấy, các biết rồi, tràng sinh đấy, xong rồi mộc dục lâm quan, quan đới đế vượng đấy, xong rồi suy bệnh tử mộ. Vậy thì bốn cái cung này là bốn cung sinh, bốn cung này là bốn cung tràng sinh của ngũ hành, do đó nó gọi là tứ sinh, được chưa, nó gọi là tứ sinh đấy. Còn bốn thằng mà Tý Ngọ Mão Dậu thì người ta gọi là tứ chính. Tứ chính bởi vì sao, nó chính là đất đế vượng, cái đất đấy nó là chính ở giữa luôn ấy, nó là cái quan trọng nhất của ngũ hành thì người ta gọi là tứ chính. Do đó các bạn nhận ra một vấn đề là mã thì phải ở cái chỗ nó sinh ra, thì nó chỉ ở đây người ta gọi là chỗ tứ mã, được chưa. Bọn tứ chính này là bọn của đào hoa, người ta là cái quan trọng nhất của con người, đôi khi nó lại không phải là cái chuyện tiền bạc mà nó lại là cái chuyện liên quan đến chuyện tình cảm. Người với người nó khác vật ở chỗ là không chỉ biết đi kiếm thức ăn và sống qua ngày, nó còn có mối quan hệ tình cảm với nhau. Đến con vật nó còn có mối quan hệ tình cảm với nhau nữa cơ mà, nghĩa là con người. Cho nên cái việc mà đào hoa nó đóng ở cái chỗ mà tứ chính ấy, với cả cái bọn cô thần quả tú luôn luôn nó đóng ở thằng tứ mộ ấy, đấy thì nó khác nhau ở cái chỗ đó. Cho nên là con người không bao giờ muốn là cô đơn cô độc cả, không ai muốn là khép mình vào trong một cái thế giới mà cùng đồng loại với mình hết. Thì đấy tất nhiên, và mã nó cũng là tứ sinh nữa, mã là nó phải năng lực, là nó phải sinh ra, nó phải khỏe mạnh, là nó phải chạy. Thì đấy là những cái cơ bản nhất về cái việc liên quan đến bản chất âm dương và ngũ hành của bọn chính tinh này. Thì nói một chút về ngũ hành khi chưa nói hết. Trong ngũ hành của Hoa Tử Vi thì bởi vì ngày xưa ấy, các cụ coi cái việc Hy Di là ông tổ của Tử Vi, và ông ý đã thấm nhuần khi ông ấy bỏ qua cái thi không đỗ, ông ấy bỏ qua các cái khoa thi và về ẩn cư ở núi Hoa Sơn. Thì thực ra ông ấy đã thấm nhuần cái tư tưởng của bên đạo giáo. Mà các bạn biết ở trong đọc Đạo Đức Kinh của Lão Tử ấy, thì cái đạo giáo người ta coi trọng cái gì, và các bạn đọc Nam Hoa Kinh nữa thì bạn biết là những cái người như thế người ta coi trọng nhất là nước. Do đó thể hiện ở đó tính lý của cái việc nhiều sao hành thủy nhất. Các sao hành thủy là các sao nhiều nhất trong Hoa Tử Vi, bao gồm những sao sau: Thiên Đồng Dương Thủy, Thiên Tướng Dương Thủy, thằng Phá Quân là Âm Thủy, thằng Cự Môn là Âm Thủy, là bốn thằng hành thủy rồi nhá. Thằng Thái Âm là năm thằng hành thủy, và thằng Tham Lang là thủy đới mộc nữa, tính ra là sáu thằng hành thủy, được chưa. Hỏa mang tính chất là bùng cháy lan tỏa nhưng nó không bền, cho nên hỏa ít hơn thủy rất nhiều. Có sáu sao hành thủy nhưng chỉ có hai sao hành hỏa thôi, đó chính là Thái Dương là Dương Hỏa, Liêm Trinh là Âm Hỏa. Tiếp đến nó có hai sao hành kim, nó có hai sao hành kim. Kim nó mang tính chất là tiền tài vật chất, nó là mang tính, nó là đi ngược lại cái tính chất của cái thằng thủy. Bởi vì sao, nó sinh ra thủy mà, nó là táo. Kim tính chất là táo, là khô khan, cô thần quả tú ấy, được chưa. Và nó sẽ có hai sao hành kim, một thằng là âm kim, còn một thằng là dương kim, là thất sát vũ khúc là âm kim. Và tiếp theo là nó sẽ có hai thằng cha mẹ của hai cái vòng này, đó chính là sao Tử Vi và sao Thiên Phủ, nó chính là hành thổ, được chưa. Hành thổ luôn luôn là hành bao bọc tất cả các hành khác nhá. Nó là chuyển hóa, nó là bao bọc, nó là đất mẹ, nó là trái đất, nó tiềm dưỡng nuôi dưỡng toàn bộ các cái ngũ hành khác. Và cuối cùng nó chỉ còn hai sao, đó chính là sao Thiên Lương, và nó cũng chính là cái sao Tham Lang này luôn, đấy là sao hành mộc. Hành mộc nó không rõ ràng, nhưng cái hành mộc nó là cái hành trong cái hành sinh trưởng, cho nên Thiên Lương mới là cái sao mà có cách cục người ta gọi là thọ tinh nhập miếu, hay là có cái câu phú liên quan đến sao Tham Lang là Tham Lang ở đất Vượng Cung, đúng không, thọ như bành tổ cái gì gì đấy, có ý nghĩa của nó vẫn là thọ nhá, ý nghĩa của nó vẫn là thọ. Cho nên là cái việc mà cái thằng Tham Lang này nó là thủy đới mộc hay là mộc đới thủy thì đến bây giờ vẫn cãi nhau, nhưng tôi nghĩ cái thằng Tham Lang này nó là cái và có cả thằng Thiên Cơ nhá, cái thằng Thiên Cơ nhá, Thiên Cơ và Thiên Lương, cái thằng này nó là thủy, theo tôi nhá, theo tôi là thủy đới mộc, còn cái thằng này nó là mộc đới thổ. Đối thổ, thằng Thiên Lương này nó là thổ đới mộc ấy, được chưa. Có ba cái sao này nó đang mang tính chất là nghiêng vậy. Bởi vì thực ra nếu Thiên Lương ấy mà toàn bộ nó là hành mộc ấy thì tính chất Thiên Lương cư công tận ách không bao giờ nó ra ruột được, bởi vì
tính chất của hành thổ ở trong Đông y nó mới là ruột đấy, còn hành thiên cơ ấy nếu mà nó là có tính chất thổ ấy thì không thể nào mà nó lại liên quan đến vấn đề đề gan được, gan nó phải là mộc cơ nhá. Cho nên là một số những cái về ngũ hành của ba sao thiên cơ, thiên lương và sao tham lang đến bây giờ người ta vẫn có sự cãi nhau, đến bây giờ vẫn có sự phái này dùng cái này phái kia dùng cái kia. Tôi không tranh cãi về cái vấn đề đó, đây là góc nhìn của riêng tôi. Thì đấy, mọi người nếu cảm thấy góc nhìn này hay thì mọi người học, còn nếu mọi người cảm thấy góc nhìn này không hay, không đúng, trái với các quan niệm và góc nhìn của mọi người thì mọi người bỏ qua, chúng ta có thể xem để tham khảo nhé. Đây là cái góc nhìn đầu tiên về hệ thống tính chất tính lý của âm dương ngũ hành và chính chính tinh. Thứ hai là hai nhóm nhóm sao, nhóm tử vi và nhóm thiên phủ, nó khác với nhóm nam đẩu và nhóm bắc đẩu, bởi vì hai cái này một cái dùng để an sao, một cái dùng để sử dụng tinh lý, còn một cái dùng để phân chia bản chất âm dương ngũ hành, hai cái nó khác nhau nhá. Thì đây là cái cách an sao của sao tử vi. Sao chòm tử vi được coi như là trời, mà có cái nguyên tắc là thiên đạo nghịch tả toàn, có nghĩa là khi những thứ liên quan đến vấn đề thiên thì lại đạo trời là quay về bên trái, vì ngày xưa người ta thấy trong khoa thiên văn nó thấy được trái đất nó quay về bên trái mà, được chưa? Hay là cái chòm thiên phủ được coi là như trái đất thì theo cái nguyên tắc là địa địa đạo tả hữu toàn, thuận hữu toàn, tôi xin lỗi, có nghĩa là quay về bên phải. Do đó chòm tử vi luôn luôn an xoay ngược chiều kim đồng hồ, còn chòm thiên phủ luôn luôn an thuận chiều kim đồng hồ. Có một cái câu phú bài an như sau: một tử hai cơ bốn thái dương đấy, năm vũ sáu đồng chín liêm phương, sáu sao bảy nghịch chấm ba vị 14 bỏ tử thiên phủ phủ lương. Đây các bạn nhìn nhá, tử một tử hai cơ bốn thái dương nhờ, một tử hai cơ bốn thái dương nhờ, năm vũ sáu đồng chín liêm phương nhờ, đây nhá, một tử hai cơ bốn thái dương, năm vũ sáu đồng chín liêm phương, sau đó bỏ ba cung đến cung thứ 14 thì lại là thằng thiên phủ, sau đó thì thằng thiên phủ thái âm rồi tham lang ấy, cự môn thiên tướng lại thiên lương ấy đấy, sau đó thất sát phá quân số 11 ấy, 8 sao 7 thuận cặp đối phương. Cái câu cuối cùng mới gọi là cái câu hay. Cặp đối phương có nghĩa là gì? Khi đây là trời và đất, âm và dương, chúng ta không được tách biệt nó ra. Ở đây tôi tách biệt nó ra thành hai nhóm để cho các bạn nhìn. Nhóm tử vi có những sao gì? Tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ cục, thiên đồng và liêm trinh. Đây là nhóm sao tử vi. Còn đây là nhóm sao thiên phủ, bao gồm thiên phủ, thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát và ra phá quân. Do đó ơi, con đi ngủ đi, bố đang làm việc. Đấy, đang giờ đi ngủ. Thế là ông con ông sáng gọi đi ngủ. Thôi, quay nốt cái này đã. Và các bạn sẽ nhận ra một vấn đề là khi chúng ta không được tách hai cái bộ này ra, và luôn luôn các bạn nhận thấy nó sẽ có những thứ như 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 sau. Tam tử vi luôn tam hợp với cả thằng Vũ Khúc và thằng Liêm Trinh. Đây là cái thứ nhất, không bao giờ tách rời. Thằng Thiên Cơ và thằng Thiên Đồng luôn luôn trong tam hợp với nhau. Được chưa? Và thằng Tử Vi với cả thằng Thái Dương luôn luôn ở thế nhị hợp. À tôi xin lỗi. Không phải Tử Vi và Thái Dương luôn luôn ở thế nhị hợp, và khi chúng ta ghép hai cái thằng này vào nhau thì các bạn sẽ nhận ra là thằng Thiên Phủ nó sẽ vào đây, và thằng Thái Dương và thằng Thiên Phủ luôn luôn ở thế nhị hợp nhá. Thái Dương Thiên Phủ luôn luôn ở thế nhị hợp. Các bạn ghép tiếp này, các bạn ghép cái này vào đây nhá, các bạn thấy có phải hai vị trí này là hai vị trí nhị hợp với nhau không? Do đó chúng ta tiếp tục nhận ra một vị trí nhị hợp thứ hai là Thiên Cơ với Phá Quân luôn luôn nhị hợp với nhau. Trong tinh bản gốc thì Vũ Cúc và Thái Âm luôn luôn nhị hợp với nhau. Tiếp theo là Tham Lang và Thiên Đồng luôn luôn nhị hợp với nhau. Các bạn nhìn này, được chưa? Ok chưa? Đấy, nhá. Ghép tiếp vào chúng ta sẽ thấy là Thiên Lương và Liêm Trinh nhị hợp với nhau, nhá. Thiên Lương và Liêm Trinh nhị hợp với nhau. Thằng Cự Môn và thằng Thất Sát này cùng một cái không xét. Nhưng khi đưa vào đây thì các bạn đưa thằng Cự Môn sang bên này thì các bạn sẽ có một tinh bàn là Cự Môn và Tử Vi luôn luôn lục lục hại, và Thái Dương với Thất Sát thì luôn luôn lục hại.
Được, có hiểu không nhỉ? Ok chưa? Thái dương và thất sát là luôn luôn lục hại. Đấy. Và tại sao người ta lại lấy thêm thằng tử vi ở dần? Thì lúc nãy tôi đã đọc một cái câu rồi. Đó chính là thiên khai ư tý, địa tịch ư sửu và nhân khai ư dần. Cái này nó ứng dụng là dùng thiên văn để ứng dụng cho con người. Cho nên chúng ta phải xét từ cái cung nào mà cái cung con người sinh ra. Đó chính là trục dần thân. Do đó cái trục dần thân đấy là luôn luôn hai đế tinh bắt đầu. Tử vi thiên phủ bắt đầu. Nó bắt đầu và cuối cùng là nó sẽ trở thành một cái tinh bàn như thế này. Đây nhá, đây là để các bạn nhìn hai bên nhá. Bây giờ tôi ghép hai cái thằng này vào nhau cho các bạn xem này. Đây, để lấy một cái tờ giấy trắng. Đây nhá, đây là cái tờ giấy học thư pháp của tôi. Lâu lắm rồi không viết lách gì bằng giấy, cho nên là kẻ cái đường kẻ nó còn quăn queo. Được chưa? Các bạn đã nhìn ra cái tinh bàn chưa? Nhá. Thế đây nhá, có phải là tử vi thiên phủ không? Tôi viết tắt này. Đây có phải tử vi thiên phủ không? Nhá. Có luôn luôn này, thiên phủ luôn luôn đối xung với cả thất sát này. Ok không? Thiên phủ luôn luôn đối xung với cả thất đối cùng với cả thất sát này. Thiên cơ đứng đằng sau lưng tử vi này, nhị hợp với phá quân này. Trong tam hợp sát phá tham thì đây thất sát, đây phá quân thì đây là tham lang này. Đúng chưa? Các bạn biết tham lang luôn luôn nhị hợp với thiên đồng đúng không? Chuẩn chưa? Tham lang luôn luôn nhị hợp với thiên đồng, thiên phủ luôn luôn nhị hợp với thái dương. Đúng chưa? Thiên phủ luôn luôn nhị hợp với thái dương. Đối xung với phá quân sẽ là thằng thiên tướng. Phủ tướng đầy đủ rồi. Ok. Nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ có cái gì đây? Thằng thiên tướng này luôn luôn đứng cạnh một thằng là thằng thiên lương. Hình tượng của nó sẽ là cái gì các bạn biết không? Một thằng dân thì phải đi theo thằng quan. Thế thôi. Thiên lương thì luôn luôn nhị hợp với thằng liêm trinh. Vậy thì liêm trinh nó nằm ở đây. Được chưa? Khi liêm trinh nằm đây, tam hợp tử vi liêm trinh thì chỗ này phải là thằng vũ khúc. Chỗ này nó phải là thằng vũ khúc. Nhị hợp với vũ khúc sẽ là thằng thái âm. Nhị hợp với vũ khúc sẽ là thằng thái âm. Đấy. Và cuối cùng lục hại với thằng tử vi sẽ là thằng cự môn. Vậy thì các bạn đã có đầy đủ một tinh bản. Đấy, tôi ghép hai cái thằng này vào lại với nhau. Và cái cách an sao lúc nãy nó là cách an sao của tôi, chứ không phải là của ai hết. Các bạn có thể thấy tôi không an theo cái gì cả, mà tôi an theo một quy tắc nhất định. Và khi cái sử dụng cái quy tắc này thì các bạn luôn luôn không bao giờ bỏ quên bất kỳ cái cách gì khi trong các bạn luận. Đó là tam hợp các bạn nhớ, nhị hợp các bạn nhớ, lục hại các bạn nhớ, xung chiếu các bạn nhớ. Có nghĩa là nhớ một thằng thì các bạn nhớ luôn những thằng còn lại. Đấy là cách an và cách tư duy của việc an sao. Được chưa? Và quay trở lại cái tinh bàn hai bên này thì để cho các bạn thấy, chúng ta sẽ đưa nó thành những cái bộ cặp như sau. Trong bộ liên quan đến tam hợp thì nó phải là cùng một bộ, chứ nó không được ghép. Cho nên cái việc tam hợp nó sẽ có hai tam hợp, hai thôi, tử vũ liêm, hai tam hợp đủ nhá. Tử vũ liêm, sát phá tham, đây là hai tam hợp đủ. Được chưa? Các tam hợp thiếu bao gồm thiên cơ, thiên đồng luôn luôn ở thế tam hợp, thiên lương, thái âm luôn luôn ở thế tam hợp, và thiên tướng, thiên phủ cũng luôn luôn ở thế tam hợp. Do đó có ba tam hợp thiếu là cơ đồng, âm lương và thằng phủ tướng nhá. Và hay ở chỗ là các tam hợp đủ nó có thể kết hợp với các tam hợp thiếu, nhưng không bao giờ kết hợp cùng bộ. Ví dụ sát phá tham và phủ tướng là nằm ở cùng tròm thiên phủ thì sẽ không kết hợp được với nhau nữa, mà chỉ có sát phá tham và bộ phủ tướng này kết hợp với bộ tử vũ liêm, nó hình thành hai thế đứng tử phủ vũ tướng liêm khi phủ tướng đi cùng tử vũ liêm, hoặc là tử vũ liêm kết hợp sát phá tham nó hình thành các tinh bàn rối loạn như là vũ sát, tử phá, tử tham, tử sát. Đấy, được chưa? Còn riêng cái thằng cơ đồng này thì nó lại kết hợp được với rất nhiều. Bọn cơ đồng này nó không thể kết hợp được với những bọn đứng đầu như sát phá tham hay phủ tướng, mà nó chỉ kết hợp được với những bọn đứng sau. Có nghĩa là nó chỉ kết hợp được với bọn âm lương mà thôi. Nó tạo thành tổ hợp cơ nguyệt đồng lương mà chúng ta đã biết. Được chưa? Còn tiếp theo khi các bạn nhập hai thằng vào đây thì các bạn thấy thằng cự môn và thằng thái dương luôn luôn xung chiếu với nhau. Thằng cự môn và thằng thái dương nó tạo thành một bộ cuối cùng, đó chính là bộ cự nhật. Bộ này thì là bộ kết hợp.
do Thái Dương với thằng Cự Môn, một thằng là Dương Thủy, à tôi xin lỗi, một thằng là Dương Hỏa, một thằng là Âm Thủy. Hai thằng này kết hợp với nhau thì đấy nó thành bộ cuối cùng nhá. Còn tất nhiên cái bộ Thiên Cơ Thiên Đồng mà nó kết hợp với cả thằng Thái Âm Thiên Lương, nó sẽ tạo thành rất nhiều những cái bộ khác. Mà trong khi đó ở khoa Thiên Văn nó có cả những cái giai đoạn trong thời tiết là âm với cả dương cũng kết hợp được với nhau cơ. Tại vì khi vào trong, khi kết hợp hai thằng này vào với nhau, các bạn sẽ thấy Thái Âm với cả Thái Dương nó lại vào thành một tam hợp. Cho nên là khi Thái Âm với cả Thái Dương nó kết hợp được vào thành một tam hợp thì cái bộ Thiên Cơ Thiên Đồng và cái thằng Cự Môn này này, đây này, khi kết hợp vào thì các bạn thấy là chỗ này nó lại có một bộ nữa xuất hiện ra thêm, là Thái Âm, Thái Dương, Thiên Lương thành bộ Âm Dương Lương, và một bộ này nữa lại thành một tam hợp nữa là Cự Môn, Thiên Đồng, Thiên Cơ. Được chưa? Đó, thì nó lại thành bộ Cơ Cự Đồng. Cho nên là nó xoay chuyển rất nhiều, kết hợp rất nhiều. Nhưng nói chung để kết hợp tạo thành các bộ là hai bên này kết hợp với nhau chứ không phải là một bên. Một bên chúng ta chỉ tính trong tam hợp luôn luôn thôi. Nhà ví dụ Tử Vũ Liêm luôn luôn trong tam hợp. Đấy, Cơ Đồng là luôn luôn trong tam hợp, ví dụ dụ thế. Còn Sát Phá Tham là luôn luôn trong tam hợp, Phủ Tướng là luôn luôn trong tam hợp. Còn thế đứng của nó với các tinh bản chi tiết như nào thì bài hôm nay chúng ta chưa đề cập đến, mà chúng ta đề cập đến những thứ gọi là cơ bản nhất đã. Đấy. Đây. Cái này là trích trong sách ra nhá. Nguyên lý là thượng hạ đắc kỳ bán, có nghĩa là trên dưới đều một nửa của nó, bài bố bổ sung lẫn nhau. Đấy, bù vào cái chỗ thiếu. Đấy nhá, bù vào cái chỗ thiếu nhá, các bạn thấy bên này thiếu cái gì, bên kia nó bù vào. Ứng dụng thần kỳ, coi trọng cái phép tắc, cái lý của sự trừu tượng, cho nên cái lý của sự trừu tượng thì nó mới có bắt đầu xuất hiện cục số, xuất hiện hóa khí, xuất hiện tứ hóa. Đấy, bài bố vào trong chỗ của 12 địa chi chuẩn như vậy, chứng tỏ tử vi đầu số mang một nguyên lý sáng tác là cực kỳ khoa học. Cho nên Cổ Phú mới viết là đầu số chi liệt chúng tinh, do đại dịch chi phân bắt quái, có nghĩa là đầu số này khoa này nó bày biện ra các chúng tinh. Và bởi vì sự dịch chuyển của nó cho nên phân chia vào bát quái, phân chia vào bát quái, có nghĩa là phân chia vào các cái mà như lúc đầu tôi nói, càn khảm cấn chấn tốn ly khôn khôn đoài, rồi dùng tượng của bát quái, tượng của chúng tinh để bắt đầu suy diễn, bắt đầu luận giải. Được chưa? Thế là các bạn hiểu về cái vấn đề kết hợp chưa? Tại sao nó lại tạo thành các tam hợp đấy nhá? Tại sao lại có các tam hợp nhá? Có bao nhiêu tam hợp đủ, bao nhiêu tam hợp thiếu nhá? Bao nhiêu bộ nhá? Tại sao lại không kết hợp được với nhau nhá? Được chưa? Tại sao chỉ có Phủ Tướng kết hợp được với Tử Vũ Liêm mà Phủ Tướng lại không kết hợp được với Sát Phá Tham? Tại sao là thằng Thiên Lương, Thiên Đồng với Thái Âm thì không kết hợp được với Sát Phá Tham mà lại không kết hợp, cũng không thể kết hợp được với Phủ Tướng mà cũng không thể kết hợp với Tử Vũ Liêm? Hiểu chưa? Đấy nhá. Nó phải có góc nhìn, nó phải có sự liên hệ và sự giải thích. Ý nghĩa cục số và con số trong cục. Khi chúng ta đã biết các con số được lập cục ấy thì các bạn được, bạn nào cũng biết rồi vì các bạn ăn sao trên mạng. Đó là thủy nhị cục, mộc tam cục, kim tứ cục, thổ ngũ cục và hỏa lục cục, tương ứng với 2 4 5 6, 2 3 4 5 6. Vậy thì cái nguyên lý của cái này là gì thì các bạn nhìn đây. Cái này đọc sách thôi nhưng mà chắc là các bạn cũng chả chịu đọc, sau đó thì giải thích nó hơi lòng vòng. Nguyên lý của cục số là sự vận động của ngũ tinh được tính toán dựa trên thất chính. Cục số cũng là chính là cơ sở để an 14 chính tinh lên tinh bàn. Cho nên cái việc mà an sao tử vi thì đầu tiên các bạn phải tìm cục đã. Cho nên cái cục đó là cơ sở để việc an chính tinh. Nhưng tại sao cục số lại bắt đầu từ 2 mà không phải từ 1? Đây nó cũng là một cái câu hỏi mà có rất nhiều người đặt ra câu hỏi. Thì ở đây tôi xin phép tôi giải thích cho các bạn luôn. Trong cái sách Thái Ất Tinh Kinh ấy thì người ta viết như này nhé. Có nghĩa là ngũ tinh chi thứ tự, thổ mộc kim hỏa thủy. Có nghĩa là thứ tự ngũ tinh là 5 vì sao, là thổ mộc kim hỏa thủy, tự trung ương hỏa khởi, nghịch số tam lịch, nghịch số tam, lịch hỏa thổ kim mộc thủy nhi vô cùng, cố hỏa nhất thổ nhị kim tam mộc tứ thủy, thủy ngũ. Đấy, nói chung cái việc đọc cái này về cổ văn thì nó hơi mất thời gian và nó khó đọc. Cho nên là tôi sẽ dịch ra như sau này. Thứ tự của ngũ tinh là thổ mộc hỏa kim thủy, từ chính giữa là hỏa mà khởi đi, đếm nghịch số 3 trải qua sẽ là hỏa thổ kim mộc thủy. Có nghĩa là hỏa thì sinh thổ, thổ sinh kim,
kim, không phải là sinh mộc nhé, mà là kim rồi đến mộc, tôi xin lỗi, là hỏa đến thổ, thổ đến kim, kim đến mộc và mộc rồi đến thủy, cứ thế cho đến vô cùng. Cho nên sẽ lấy số thứ tự là hỏa là số thứ tự là 1, thổ số thứ tự là 2, đây là số thứ tự của 5 cái hành tinh ấy, hành tinh ấy, sao hỏa, sao thổ ấy. Kim số thứ tự là 3, mộc số thứ tự là 4, thủy số thứ tự là 5. Nhưng theo thất chính có nghĩa là thêm cả hai sao Thái Dương và Thái Âm, có nghĩa là thành 7 sao, người ta gọi là thất. Thất chính lấy 7 mà trừ đi các vị trí đấy thì chúng ta sẽ được là 7 trừ 1 là 6. Vậy thì số thứ tự của hỏa sẽ là 6, 7 trừ 2 là 5, vậy thì số thứ tự của cục thổ sẽ là 5, 7 trừ 3 là bằng 4, vậy thì số thứ tự của kim sẽ là kim tứ cục là 4, 7 trừ đi 4 sẽ là bằng 3, vậy thì số thứ tự của mộc cục sẽ là 3, và 7 trừ đi 5 sẽ là 2, vậy thì số thứ tự của thủy cục sẽ là 2. Cho nên hỏa thì trong hỏa thì có thổ, trong thổ thì có kim, trong kim thì lại có mộc, trong mộc thì phải có thủy. Ơi, ừ, rồi đi ngủ đi. Và cái việc mà hai sao tử vi thiên phủ thụ nhận khí mà phát sinh, xuất ra ở thân mà nhập ở dần, mà cái thành công sinh hóa dưỡng dục vậy, có nghĩa là cái bắt đầu của nó sẽ là từ cái cung gì, cái cung cung gì ở trong lúc đấy, lúc đấy ở cái cung cung thân nó là cung cung gì đấy. Vừa mới hỏi xong, cung hợi thì là cung càn, cung thân thì nó là càn khảm cân chấn tốn ly khôn đoài, vậy thì cái cung thân sẽ là cung khôn, chính là đất, đúng không? Nó dưỡng dục, nó nuôi nấng ở cái cung thân, sau đó thành công ở cái cung dần, đó là nó sinh ra, nó chạy đúng một vòng sang cái cung dần. Do đó cái việc mà cái tinh bản gốc luôn luôn người ta sẽ lấy xuất phát cung mệnh là từ cung dần, và từ phủ sẽ là cung dần. Vì vậy cái cách mà tử phủ dần thân được coi là cách đẹp nhất. Và nếu các bạn nào để ý thì các bạn cũng sẽ thấy cái trục dần thân khi cung mệnh, cái trục dần thân ở đó luôn luôn sẽ tồn tại những cách cục đẹp. Ví dụ như tử phủ, đồng lương, cự nhật, cơ âm. Đó, ví dụ thế. Và các sao đi vào cái chỗ của dần thân, trục dần dần thân, thông thường kể cả sao đơn cũng chính là đắc miếu vượng, cũng chính là đắc miếu vượng hết. Các bạn cứ để ý mà xem, rất ít sao đi vào đấy lạc hãm. Tôi chưa tính đến ngũ hành, mà chưa chắc ngũ hành nó đã là cái căn cứ để xác định lạc hãm đâu. Các bạn cứ thấy mà xem, liêm trinh cư thân có phải lạc hãm đâu, đắc địa mà, đúng không? Đó, không phải là cái ngũ hành nó là một căn cứ, chứ nó không phải là tất cả. Thì các bạn để ý, nó không chỉ là có mỗi yếu tố ngũ hành, mà trước đó nó là yếu tố âm dương nữa, còn sẽ phải xem trục như này. Đấy, thì các bạn đã hiểu về cái ý nghĩa con số ở trong cái cục chưa? Và chia sẻ phần cuối cùng. 14 chính tinh thì chủ về gì? Hóa khí và tứ hóa có khác nhau không? Đây nhá, đấy, các bạn nhìn này, tôi viết ở đây này, ở đây thì trong sách thôi, chả có cái gì là sai biệt cả. Cứ tử vi đầu số Tân Biên đó, Vân Đằng Thái Thứ Lang, sách gối đầu giường của tất cả. Đọc xong sách ý là cũng hiểu cơ bản nhiều lắm rồi. Nhưng tại sao nó lại là thiện? Tại sao nó lại là hao? Tại sao nó lại là quý? Và tại sao nó là phúc tài? Thì để tôi giải thích cho các bạn một chút. Đây có phải là tinh bàn của cái ban đầu mà lúc nãy chúng ta đi, chúng ta cái gì nhỉ? Đây có phải là cái tinh bàn mà lúc nãy chúng ta đã biết là đây là một tinh bàn đẹp nhất khi tử phủ vào dần thân bắt đầu. Đây không phải là đẹp nhất mà nó là tinh bàn bắt đầu. Thì nếu giả sử chúng ta đi, giả sử đây là cung mệnh, các bạn để ý nhá, nếu giả sử đây là cung mệnh thì có phải là chúng ta đi theo một vòng xuôi, xuôi kim đồng hồ không? Mệnh thì đây là cung phụ mẫu không? Cung phụ mẫu không? Phúc, điền, quan, nô, di, tật, tài, tử, phu thê và cung bào. Chuẩn chưa? Bây giờ bắt đầu nhanh nhá. Ngày xưa khoa tử vi được xuất phát từ trong cung điện. Một ông vua đưa ra lời là nhờ ông ấy phải sáng tạo ra một bộ môn nào đấy để ông ấy biết được là trong con cháu ấy ai có thể quay trở lại làm vua. Nào các bạn nhớ là Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn là nhường ngôi cho em nhé, không phải là nhường ngôi cho con nhé. Nhớ nhé.
Thế cho do đó trong lịch sử thì đây mới là cái cách chọn người hiền để lên làm vua, giống thời Nhiêu Thuấn, thời Đạo Trị. Không phải là nhường ngôi cho con mình mà phải nhường ngôi cho người có tài. Có là phải tìm được người nào có ngôi tử vi ở trong mệnh. Nhưng khi ngôi tử vi và ngôi thiên phủ là đế tinh cư mệnh thì các vị trí khác của nó thể hiện một vấn đề là nó vào đúng vị trí. Bởi vì lời vua luôn đúng. Lời vua là vàng, là ngọc, là luật lệ. Cho nên cái việc này nó thể hiện tính chất cơ bản của các sao đầu tiên, và cũng chính là hóa khí của nó tương ứng với việc tại sao người ta lại coi là như vậy. Phụ mẫu có sao Thái âm, hình tượng cha mẹ mà mang sao Thái âm thì tôi không phải nói nhiều nữa. Bao bọc che chở, có gì cho các con hết. Đúng không? Bao bọc che chở cho hết. Tham lang là ở cung phúc, mong muốn của mọi người, nhất là người xưa, đó chính là gia đình dòng họ đầu tiên là phải nhiều người đó. Con cháu là phải đề huề đó. Nhà nào mà không có con không có cháu là bạc phúc. Cái chữ hiếu ở trong nho gia này cho nó đặt lên hàng đầu, mà việc đầu tiên của chữ hiếu ấy không phải là báo hiếu cha mẹ, là phải mà phải là có người nối dõi đó. Cho nên cái sao tham lang này nó thể hiện một số nhiều, cũng có thể hiện một cái vấn đề bởi vì nó luôn luôn xung chiếu với cả thằng Vũ Khúc ở cái cung tài, nó thể hiện là vấn đề là tài lộc nó phải dồi dào, cũng như là cái gì nó cũng muốn muốn nhiều muốn nhiều muốn nhiều đó. Cự môn ở cung điền, thế cái cách cự môn nó là cái gì? Cự môn nó là cái cổng to, nhà cửa thì ai cũng muốn to rồi, chuẩn chưa? Nhưng cái cự môn này người ta còn hóa khí là thị phi, bởi vì thực ra tính chất tính lý của nó là âm thủy, và bản chất cái thị phi này cũng không phải là người ta muốn thị phi, mà ở tại cung điền ấy cũng là gia đình của mình ở ấy, và nó thể hiện cái nơi làm việc. Nơi làm việc thì phải phân phải trái, gia đình cũng phải phân phải trái, có nghĩa là biết dạy dỗ, đúng không? Biết dạy dỗ. Trong quyển Tam Tự Kinh thì đã có một cái câu như sau là tự nhiên tôi lại quên cái câu 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 nói về cái việc dạy dỗ. À, có nghĩa là nếu mà không, ý nghĩa của cái câu đấy là nếu mà không dạy con ấy thì là lỗi của cha mẹ, mà cái việc dạy dỗ là phải đưa cho đứa trẻ, hoặc là ngay trong việc mà ông cha cha mẹ trong nhà phải làm gương cho đứa trẻ là biết phân phải trái. Thị phi là phải trái nhé. Mọi người đừng hiểu nó theo những cái nghĩa nó quá khó khăn, nó chỉ đơn giản là phải trải cái việc mà đúng sai phải trái thế thôi đó. Cung quan, liêm chinh, thiên tướng, hai ông này là hai ông phân biệt ra về các lĩnh vực liên quan đến hình pháp và văn tinh, có nghĩa là như kiểu là một bên lập pháp và một bên hành pháp thế thôi, đơn giản. Cung quan, cho nên hai thằng này, một thằng là tù tinh, còn một thằng là quyền tinh nhá, một thằng là viện kiểm kiểm sát, nó ra cái như kiểu là cái đơn đi bắt đấy, xong ông công an đi bắt đấy, cái kiểu kiểu thế đấy. Cái ông liêm chinh nó ra cái đơn đi bắt, thằng thiên tướng nó đi bắt đó. Thiên lương thì nó là ấm tinh, tôi nói rất nhiều ở trên các ấy rồi, dĩ hình pháp ấm, trị bách tính. Đây là pháp gia, điển hình của pháp gia là Hàn Phi Tử, các bạn có thể đọc thêm cái quyển đó thì các bạn sẽ hiểu. Có nghĩa là trong Việt Nam thì có câu là yêu cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Thì đây có nghĩa là tất cả việc nô bộc, có nghĩa là những người ở dưới thì phải nghe theo cái người quan, bởi vì nó nhị hợp và có cái sự tù của nó đánh giá sang, luôn luôn phải tuân theo pháp luật mà làm việc. Thiên di thất sát, nhưng cái thiên di này nó thể hiện cho cái việc ra ngoài đối đãi, nhưng nó là đối đãi của gì, của vua. Bây giờ trong xã hội hiện tại thì nó khác rồi, bởi vì sao? Thực ra này, cái này nó là rành mạch rõ ràng, hay có cái câu mà các bạn trẻ hay nói là ái tình thì phân minh, tiền bạc thì tiền bạc phân minh, ái tình thì dứt khoát, nó chính là của sao thất sát, được chưa? Và phúc cũng thế, phu cũng vậy, cho nên sát và tham cùng một tổ hợp. Thiên đồng là một phúc tinh giải trừ bệnh tật, cho nên nó nằm ở cung tật để tai qua nạn khỏi, không bị ốm. Vũ khúc là nằm ở cung cung tài, đúng thế. Nhưng mà nhớ là cái sao Vũ Khúc này nó có một tính chất, đó chính là tài năng, nhưng nó là một 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 đoạn, có nghĩa là người ta cũng cổ nhân cũng nhằm nhằm đưa đến một cái tính lý là không nên đề cao cái việc tiền tài này suốt đời, nó chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời thôi, rồi đến có những cái lúc nào cũng phải nhường nhịn, cũng phải chia sẻ bớt. Thế chia sẻ bớt cho cái gì? Bên cạnh nó là cung tật, phải biết giữ sức khỏe để bảo bảo vệ, không phải là để bảo vệ cái năng lượng cái bản thân thân mình đấy nhá, bảo vệ cái năng lượng cái bản thân của mình, không nên là chìm đắm quá vào trong cái tài chính và còn là để lại tài chính cho con cái nữa. Đấy, phu thê phá quân, phá quân nó có một tính lý rất hay, đó là hao thay cũ đổi đổi mới. Nhưng tại sao nó lại chủ quản cung phu thê?
nó nằm ở khung phu thê. Thực ra ấy, cái này nó phải góc độ liên quan đến việc nó là xuất phát điểm. Mà nếu giả sử các bạn là vua thì các bạn sẽ lấy một người mình yêu, hay các bạn sẽ lấy một người mà có thể giúp mình trị quốc, hoặc là giúp cho quốc gia dân chúng được an lành. Đó chính là con gái của những cái thế lực tài phiệt, những thế lực phong kiến, có thể là thù địch, hoặc có thể là những cái thế lực đấy nó rất lớn, nó làm cho cái việc công cuộc trị quốc của các bạn tốt hơn. Cái đấy tôi sẽ không nói ra cái việc mà các bạn nhận là các bạn lấy ai, hoặc là tư tưởng của mỗi người nó khác nhau. Nhưng cái câu hỏi đó là cái câu hỏi tại sao cái cung phu thê này nó mang tính chất thay đổi. Bởi vì theo thông thường thì các ông vua thường là sẽ lấy những cái người con của những cái quan lại mang tính chất đầu não. Tất cả trong một cái series phim truyền hình của Việt Nam là phim Sinh Tử, có một đoạn mà cái nhân vật tên là Quyết có nói với một nhân vật tên là Tuấn Mỏ, có nghĩa là tất cả ai ăn cỗ đều phải lên thuyền. Có nghĩa là nó kéo cái sự ràng buộc của cái ông vua trị vì quốc gia này với cả cái người quan lại kia, người đang quan có thế lực kia, ví dụ như là luôn luôn phá quân. Các bạn nhìn thấy xung chiếu với thằng nào đây? Thiên tướng, là bố của nó đang làm quan đây này. Bố của nó đang làm quan đây này. Còn con gái của nó, âm thủy mà đây này. Đấy, cái này là cái âm này, có nghĩa là cái mà mưu kế. Ngày xưa các là âm mưu. Âm mưu nó không phải là cái gì xấu, mà nó chỉ là những cái mưu mà nó không thể hiện ra thôi. Đấy, còn cái thể hiện ra là bố nó làm quan, bố nó gả con gái của bố nó cho vua. Rồi cuối cùng là vua và bố nó đều lên một chung một con thuyền. Để làm gì? Bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho cả hai. Nhưng tất nhiên các bạn hiểu rồi, là gì? Khi các bạn lấy và cưới một người các bạn không yêu thương, có bền không? Không bền, cho nên vua luôn luôn là tam cung lục viện. Tam cung lục viện. Đó, đấy nhá. Còn thiên cơ, cung bào, đó chính là anh em, thiện tình. Anh em của vua thì cần nhất là cái gì? Tính thiện, bởi vì nó có hết rồi. Anh em của vua không cần gì cả, cần thiện thôi, ngu ngơ thôi. Chứ anh em của vua mà khôn quá thì dẫn đến tình trạng gì? Đảo chính, mất nước. Cho nên thiên cơ luôn luôn ở thế nhị hợp với phá quân. Có nghĩa là bản chất nếu nó muốn đảo chính được thì nó phải có một sự liên hệ hợp tác cực kỳ mật thiết với những cái người mà mang tính chất là đang chi phối tinh bản này, có nghĩa là phu thê của vua, quan của vua, tổ hợp quan của vua thì lại có tài chính của vua. Đấy. Còn cái ông thiên phủ này thực ra bản chất ấy, nó phải là một ông vua, không phải là hậu nhé. Thiên phủ nó là một ông vua mà, à nó phải là một ông quan cầm cái gì? Cầm kho tàng. Một ông vua mà muốn trị vì được quốc gia của mình thì ông vua phải biết tiền trong đất nước mình là bao nhiêu. Kho tàng, có là những cái điểm mạnh của quốc gia mình nó là cái gì? Các bạn phải hiểu ngày xưa kho tàng của vua ấy, không phải người ta để tiền đâu, mà các bạn biết người ta để gì không? Để những báu vật. Trong đó có sách. Và cái báu vật có nghĩa là mang tính chất là sách này cũng có thể là cái sách tử vi ngày xưa, đúng không? Cái này không thể mang ra cho dân chúng được, bởi vì mang ra trong dân chúng thì nó không thể sử dụng cái pháp trị đấy được. Nó không thể mang cái mà tư tưởng của Nho ra để mang ra trị dân chúng được. Tư tưởng của Nho ra là vua mang thiên mệnh, mà đã là thiên mệnh chỉ có một người thôi. Nhưng thực ra nó nhận ra một vấn đề là trong tử vi chỉ có 500.000 trường hợp, mà ngày xưa ấy, Trung Quốc cái thời kỳ nó ít dân nhất nó cũng khoảng 30 triệu. Đấy, thời kỳ nó ít dân nhất là sau cái thời Xuân Thu Chiến Quốc thì phải, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng nó cũng khoảng 30 triệu. Chứng tỏ là ít nhất thì cũng phải có 6 thằng, nếu mà lập hết lá số của tất cả dân ra thì cũng phải có khoảng 50-60 thằng là có cùng mệnh tử vi thiên phủ, có nghĩa là cùng thiên mệnh như vua, như thế thì đánh nhau mất. Do đó cái việc này nó phải giữ kín, có nghĩa là cũng gọi là việc ngu dân đi. Đấy là sự liên hệ giữa tử vi và các môn khoa học khác. Nó không chỉ là tử vi, bởi các bạn hiểu tử vi là môn khoa học nhân sinh. Đã là nhân sinh thì nó liên quan đến con người, mà đã là con người chúng ta phải nghiên cứu cả các môn khoa học khác liên quan đến con người để chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan nhất. Các bạn biết không, muốn nhận xét được một thành phố, các bạn phải đi tìm cái gì đầu tiên của thành phố đó, cái bản đồ. Sau đó các bạn phải quan sát ở đâu, các bạn phải quan sát từ trên cao, không phải từ trên cao là về mặt không gian, mà là từ trên cao về mặt vị thế. Các bạn quan sát từ trên cao xuống, chứ các bạn không thể đi lên Hồ Gươm,
các bạn tìm một ngôi nhà giàu nhất Hồ Gươm, cao nhất Hồ Gươm, các bạn đứng, các bạn ngửa cổ lên này, các bạn xem, rồi các bạn đánh giá là ui, bờ hồ của Hà Nội giàu đấy, chắc là cả cái người dân Hà Nội này giàu. Không có, nhà tôi có 2,5 tầng à. Đấy, không phải thế. Mà các bạn, nếu giả sử các bạn đứng ở trên một vị trí ở tầng 50, các bạn nhìn xuống, các bạn sẽ nhìn tổng quan được cái Hà Nội ngay, và các bạn sẽ nhận xét được Hà Nội là tốt hay xấu ngay. Nghĩa là phải vị thế nhá. Và khi luận giải tử vi đừng có tách một cung ra luận, chúng ta phải luận trong tổ hợp. Được chưa? Mình là một tổ hợp trong cả một xã hội. Vậy tại sao lại cứ tách một cung ra nói nhỉ? Có những câu hỏi rất buồn cười. Kể cả những bạn xem tử vi của tôi hay những bạn không xem tử vi của tôi, ví dụ như câu hỏi là cung này của em tốt hay xấu? Thế tốt hay xấu nó phải dựa trên một cái góc độ nào ấy? Đúng không? Chuẩn chứ? Thế tại sao là cung tài thì không cần tuần triệt mà cung tật lại cần tuần triệt? Bản chất tuần triệt nó so với cung tài nó khác mà so với cung tật nó khác. Cho nên nhiều khi câu hỏi các bạn nó phải rõ ràng, không thì không trả lời nổi nhá. Đấy. Còn cái này thì nói rồi nhá. Cái này thì các bạn cứ đọc sách đi, thế là được. Tiếp. Tứ hóa thì khác hóa khí ở đâu? Phân biệt nhá. Tứ hóa nó là tứ hóa, còn hóa khí là hóa khí. Hóa khí là bản chất đặc trưng của tinh đầu. Mà đã gọi là đặc trưng có nghĩa là nó thể hiện ra đầu tiên ở những tinh bản xuất phát. Thì đây chính là bản chất đặc trưng của tinh đầu. Ở đây, cái nó hơi lag một chút. Đây chính là bản chất đặc trưng của tinh đầu nhá. Bao giờ các bạn muốn ấy lại thì các bạn an lại cái tinh bản này, các bạn sẽ nhận ra ngay cái bản chất đặc trưng của tinh đầu. Và nó được dùng để cho việc dễ nhớ thôi. Những tính chất cơ bản đó và nổi bật của tinh đầu đó để ứng dụng vào việc luận đoán. Ok chưa? Và tứ hóa thì bản chất của nó khác với hóa khí. Nó được hiểu đơn giản là sự biến hóa qua các mùa, qua các hình thái và các giai đoạn để phân định cát hay hung. Theo cái gì? Theo thiên can hàng năm. Nhớ là theo hàng năm, nó sẽ biến đổi theo năm. Được chưa nhở? Và đã gọi là tứ hóa thì nó chỉ có 4 cách biến hóa mà thôi. Lần lượt là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa và hóa kỵ. Gọi là biến hóa theo lộc nó được hưởng một cái gì đấy. Biến hóa ra quyền có nghĩa là điều hành một cái gì gì đấy, mạnh mẽ, điều hành. Biến hóa ra khoa thì nó là biến hóa theo cái việc mặt tri thức, trí tuệ, nhận định. Có biến hóa ra kỵ, nó là biến hóa về sự đố kỵ, về cái sự liên quan đến yêu ghét, về cái sự liên quan đến gì đó. Nói chung, mỗi một hóa lộc, quyền, khoa, kỵ đều có hai mặt của nó. Đều có hai mặt tốt và xấu. Nhưng tất nhiên có những thứ nó được ứng dụng vào việc tốt nhiều thì nó mang tính chất tốt nhiều. Còn nó ứng dụng vào trong việc xấu nhiều thì nó mang tính chất xấu nhiều. Ok. Còn nó tất nhiên là không phải cái gì cũng hoàn toàn tốt và cái gì cũng hoàn toàn xấu. Nhớ là thế nhá. Và các bạn nhớ cho tôi, trong đó có 3 sao không có tứ hóa, đó chính là Thất Sát, Thiên Tướng và Sát Thiên Phủ. Không có tứ hóa, bọn này thì không có tứ hóa một tí nào. Vậy thì tại sao Thiên Phủ, Thiên Tướng và sao Thất Sát thì không có tứ hóa? Bản chất Thiên Phủ nó là bóng của thằng Tử Vi qua trục dần thân. Tử Vi là trời thì Thiên Phủ là bóng của trời, nó in bóng xuống dưới đất thì thành Thiên Phủ. Do đó thằng Tử Vi đã tứ hóa thì thằng Thiên Phủ không tứ hóa nữa nhá. Thằng Thiên Tướng bản chất nó là bóng của thằng Phá Quân, vì thằng Phá Quân là âm nhưng nó lại được thể hiện ra ngoài. Cho nên là khi Phá Quân là âm được thể hiện ra ngoài bằng cách hóa thì thằng Thiên Tướng nó không còn giá trị để hóa nữa. Đúng chưa? Do đó, thằng Thiên Tướng nó là bóng của thằng Phá Quân. Vì vậy, thằng Phá Quân đã hóa rồi thì thằng Thiên Tướng nó không hóa nữa. Và thằng Thất Sát nó là thằng xung chiếu với thằng Thiên Phủ. Mà thằng Thiên Phủ không hóa thì thằng Thất Sát cũng không hóa. Ok chưa? Đây là cách lý giải tại sao Thiên Phủ, Thiên Tướng và thằng Thất Sát nó không có tứ hóa. Và tiếp theo, có một bạn hỏi tôi tại sao lại gọi là Thất Sát. Có nhiều ông rất buồn cười, tôi bảo thất ở trong từ Thất Sát thì là số 7, thì ông ấy lại bảo là thế thất trong từ Thất Học là 7 học hả anh? Thế thực ra là nói thì phải suy nghĩ chứ. Tôi đã nói Thất Sát, thất trong từ Thất Sát, còn ông nói từ thất trong từ Thất Học, hai từ đấy là hai từ khác nhau. Được chưa? Ông có thể hoàn toàn mở quyển từ điển Hán Việt ra và ông tra từ thất xem nó có bao nhiêu từ thất. Tôi chỉ nói từ thất ở trong từ Thất Sát mà thôi. Ok nhá. Vậy tại sao nó lại gọi là Thất Sát trong khi nó là một sao nam đầu, mà tính chất và tên của các sao nam đầu nó là gì?
chữ thiên cộng với tên. Vậy thì tại sao nó là thất sát? Thì ở đây tôi nói này, ở dần sinh tử phủ, đi 7 bước thì diệt tại thân, cho nên đặt một sao là đi 7 bước là 7 là thất, diệt tại thân là sát, là giết, có nghĩa là tại đấy là tính chất âm dương của nó bị diệt nhá, giao hòa tại đấy. Đây này, nhìn nhá. Đây này, đánh dấu bằng tử phủ, diệt tại sát này, nhìn nhá, trong cái giải thích luôn là thất sát này. Tử vi đi 7 bước nhá. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, đúng, đây là bước số 7 đúng không? Tại đây không có một cái gì cả. Ok chưa? Thằng thiên phủ đi 7 bước này. 1 2 3 4 5 6 7 này, được chưa? Tại đây thực ra nó cũng không có cái gì cả, nếu nó đã được họp với cả thằng tử vi. Do đó ở hai cái vị trí này, hai cái vị trí này của tử vi và thiên phủ, chỗ này nó được gọi là vị trí số 7 và nó sát ở đấy. Nó sát ở đấy, nó diệt luôn ở đó, được chưa? Nó diệt ở đấy nhá. Thì thế người ta gọi chỗ đấy là sao? Thất sát. 7 bước rồi bị diệt thì ta gọi là sao? Thất sát. Và nó luôn là cái bóng của thằng thiên phủ, nhớ chưa? Tại vì sao? Thực ra là thằng tử vi in lên đất thì gặp thằng thiên phủ. Và chỗ vị trí thứ 7 của thằng tử vi, vị trí thứ 7 của thằng tử vi nó không có cái gì để nó in lên, thì chứng tỏ vị trí thứ 7 tương ứng với thằng thiên phủ đi lên đây không có gì thì nó gọi là nó bị diệt. Mà gọi bị diệt thì gọi là sát, và vị trí thứ 7 thì người ta gọi là thất. Cho nên cái sao đấy nó vẫn là sao nam đẩu, nhưng tên của nó lại là thất sát nhá. Nhưng bởi vì thực ra nó là một sao nam đẩu mà nó mang hành dương, và các bạn biết là đấy nó là sao dương, cung dương, và cũng tại vị trí đó nó là vị trí diệt sát, cho nên tại vị trí đấy thì thất sát miếu vượng và tạo thành cách cục thất sát chiếu đầu. Bởi vì nó hợp lý âm dương nhưng nó phản nghĩa của sự sinh trưởng. Do đó cái cách thất sát chiếu đầu đấy nhiều khi nếu mà gặp những cái tính chất mang tính chất xung động thì nhiều khi nó lại không được hay. Lại không được hay. Được chưa? Thất sát chiếu đầu. Nhá. Ok, thì đấy là khoảng tất cả những gì mà tôi muốn nói, mà tôi muốn chia sẻ trong cái bài hôm nay, là những cái góc nhìn tổng quan về những cái tính chất tính lý của 14 chính tinh. Muốn gửi tới toàn thể quý vị và các bạn, và kể cả các bạn trong khóa học nữa, để cho mọi người hiểu rõ thêm về cái thằng hệ thống 14 chính tinh này. Thì hy vọng nếu mọi người thấy hay, hãy nhớ like, share và subscribe kênh của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bài sau.